xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh. Phải nói là hôm nay mình lại quay về Hilton Texas. Mình rất có duyên ở Hilton nha. Chúng mỗi lần qua đây diễn hoặc qua đây công việc là đều ghé thăm bạn này hết. Bạn John nè. John bye bye mọi người đi. John. Đó. Bạn John bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Bây giờ vui vẻ nha, bây giờ cố gắng nha, lát mình kiếm chuyện gì đó mình quậy một cái làm cho cả nhà vui nha. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Rồi, chúc cả nhà mạnh khỏe, nói đi. Quay cái gì? Chúc cả nhà mạnh khỏe. Nói đi. Rồi, chúc cả nhà mạnh khỏe. Cường ơi. Cường ơi. Chúc cả nhà mạnh khỏe. Nói đi, nói dám chọi ta hả? Hả? Ghê vậy? Hả? Dám chọi hả? Tên kia. Dám không? Bể nè. Bể không có chơi nè. Có nè, chiếc xe này quăng phao mình lụm. Mình lụm ư, cái này John quăng phao mình lụm. Rồi xong, mình lụm đem đi. Cho mấy đứa nhỏ hàng xóm. Nèo đem đi cho. Đem đi cho rồi xong. Xong luôn. Rồi, nhốt cho mày luôn, khỏi ra luôn. Nhốt. Nhốt luôn. Đó, ai biểu vô trong đó chị. Cái gì? Cái đó là cái ghế, không phải xe. Cái ghế, cái này là cái ghế nè. Cái đó là cái gì? Chập John rất vui nha. Chập cho nó khóc mới vui. Chập cho nó cười mới vui. Nó hỉ nộ ai ố. Xe bị hư rồi. Mình hiểu. Bạn nói tiếng Việt là mình hiểu. Mình nói bạn nói tiếng Việt là mình hiểu. Bạn nói tiếng Anh là mình không hiểu. Rồi cái đó không hiểu. Bạn nói tiếng Việt là mình hiểu. Xe. Xe, đúng rồi, bà nói đi, xe hư bánh rồi. Xe hư bánh rồi. Rồi, xe hư bánh rồi. Ok, nhốt luôn. No, stop. Stop, but I'm a dog. Không được nhốt, nói đi. Không được nhốt. Không được nhốt. Đúng rồi. Không được nhốt. Rồi, cái gì đó? Ghê quá. Cái con gì nó ghê quá. Bấm gì? Bấm đèn đi. Cường ơi. Bấm đèn. Ok, mình hiểu. Đó, bạn nói gì mình hiểu. Rồi, bấm đèn. Nhiều đồ chơi. Có gì nữa? Tiệm gì đó? Xe nhỏ, xe lớn hả? Nó hiểu, bị bể này rồi. Bể dòi, được khe hai chữ bể dòi không à, có gì nữa? Hú. Xe. Xe, đó là xe gì? Xe too small. Small vì too small. Xe cho phim hả? Xe. Rồi, cái đó là cái gì, cái áo gì đó? Cái áo gì nè, cái áo đỏ đỏ là áo gì? Motorcycle. Hả? Motorcycle. Motorcycle là gì? Áo đó, áo cứu quả đúng không? Cái gì? Thùng rác bị hư rồi hả? Cái này là cái gì? Xe chở rác hả? Ủa sao John không kêu Cường tắt đèn? Cái đó là xe tải mà John. Xe tải nha, chứ không phải xe rác nha. Bạn ở đâu nữa vậy? Bạn ở đâu? Nói gì? Tắt đèn là hay. Nói đúng tên đi. Cường ơi, cho tắt đèn. Nói vậy mình đã bấm đèn. Nói đúng là Cường ơi, bấm đèn tao mới bấm chứ. Rồi, lấy tìm gì nữa, tìm hoài vậy. Thôi mình đóng cửa nha, tắt đèn đóng cửa nha. No. Không. Hả? Không chứ no, cái gì tắt đèn đóng cửa à. No. Nói đi Cường ơi, tắt đèn. Tắt
tắt đèn không khỉ. Đừng ơi. Sao? Đi. À vô đó làm gì? À vô đây tắt đèn đúng không? Đúng. Ok tắt đèn. Nó bấm hả? À, Cường ơi, bấm đèn hay giùm hả? Đó, bấm đèn rồi đó. Rồi, trong này đồ chơi không à, đâu có gì cho Cường chơi đâu. Thôi, Cường đi nha. Không có gì. Cái gì không nghe luôn. Nói chậm chậm. Nói cái gì? Vậy thôi hả? Rồi thôi cho mình đi nha. Không, vui. Alo mọi người ơi. Mình nói đây là cái ghế. Còn đây là cái xe. Bạn vô nói phải không? Cái nào là cái này là cái gì? Cái đó cái này hả? Cái này là cái xe. Phải xe nhiều xe. Cái gì? Xe nhiều. Đó bây giờ bạn ra bạn chỉ đi, cái nào là cái xe. Bạn chỉ đi. Bây giờ bạn chỉ đi cái nào là xe. Cái nào là xe, cái nào là ghế? Đó, xe là cái nào? Xe nào? Tầm 7 cái này là xe nè, cái này là xe. Hả? Xe benzin hả? Còn xe nào nữa? Còn cái kia xe gì? Cái này xe gì? Xe đạp. Ủa xe này? Không phải. Không phải hả? Đây là xe này là xe. Xe đời mới. Không phải xe đâu. Nó khó. Nó khó xe nè. Đó xe đó, bạn ngồi đó mình đẩy xe. Ngồi xuống. Đúng rồi, bạn ngồi đi, bạn ngồi lên đi mình đẩy xe. No car. No car, yes, car yes. Không phải xe đâu, rất là phải xe mà bạn không tin. Dễ. Xe mà. Xe cho nên này, xe trắng này. Xe. No car, car. Cái này là ghế nè, cái này là ghế. Xe. Cái này là ghế. Cái này là ghế. Cái này là ghế. Ồ, vậy là xe đó không phải chạy bằng xe mình đâu. Bây giờ mình lấy xe này chạy nhanh hơn nè. Đó, mình lấy xe này chạy nhanh hơn nè. Đó, xe này nè. Đó, cái đó xe cái gì? Nè. Đó, xe mình chạy nhanh hơn nè, thấy chưa? Đó, xe mình chạy nhanh hơn, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Xe mình chạy nhanh hơn. Xe cho chạy chậm à. Rồi giữ lại rồi. Xe giữ lại luôn rồi. Giữ lại rồi. Gì? Nè, cái này không phải xe nè, cái này là ghế. Còn cái này có cái bánh xe là chạy được nè, đúng không? Xe không phải chậu. No car. No gì? Xe không phải xe. No car là không phải xe hả? Uh-huh. À hả? Cái gì? Cái này là cái xe mà. Yeah. Cái này là chạy được mà. Yeah, ngồi xuống rồi. Ngồi lên đi, rồi mình đẩy cho coi là xe đó. Cái này mới là xe hả? Uh-huh. Sao bạn tranh cãi với mình quá? Cái này No. Bạn nói tiếng Việt đi, mình không hiểu tiếng Anh. Là sao? Four. Hả? Bin. Đó là kèn. Bin 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 là kèn. Đó là kèn, tiếng Việt là kèn. Nó kêu gì vậy? Cái con gì kêu vậy? Không, bây giờ bạn nói đi. Bây giờ là cái kia là cái gì nè, đó. Cái kia là gì? Cái ghế đúng không? Cái ghế đúng không? Rồi.
Rồi bây giờ còn cái này là cái gì nè? Cái này là cái xe đúng không? Nó khờ. Gì? Yeah. Xe. Yeah. Xe. Yeah. Trời ơi xe nó mà. Yeah. Cái này là chiếc xe nè, xe ta chạy được nè, các bạn coi là xe chạy nè đó. Xe chạy thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Xe chạy được thấy không? Nó có bánh xe thấy không? Cái gì? Đó bây làm bây giờ bằng chứng minh đi, cái này là cái ghế, là tại sao nó là cái ghế? Bằng chứng minh đi. Đó bằng chứng minh đi, bằng chứng minh đi. Ghế để ngồi. Hả? Ghế là sao? Ghế để ngồi không có chạy. Đó. Nói đi. Chứng minh đi. Không có đãi đâu, chứ ngồi. Phải xe. Chứng xe mà quay cò. Giờ sao mà sáng mình sáng quay cò. Còn cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì bạn nói đi. À ghế ngồi xuống rồi, cái đó ngồi được không? Được. Cái ghế đó, nếu mà nói là cái ghế. No, cái này là cái xe. Cái này là cái ghế nè. No. Cái này là cái ghế nè. No. Bây giờ cái này phải ghế không? Right. Cái này phải ghế không? No. Vậy là cái gì? Yeah. Thì ghế, bạn tụi mình la cái ghế, bạn la đồ. Bây giờ cái này phải ghế không? Cái này phải ghế không? Đó, bạn đang ngồi nè. Yeah. Không, cái này là cái ghế nè. Ghế đó. Xe, ghế là của xe. Ghế. Ghế. Ghế, đúng không? Xe mà quay. Vậy là cái này là cái ghế đúng không? Ghế đúng không? À, cái ghế. Bây giờ bạn là xác nhận là cái ghế là ngồi được đúng không? Đúng không? Ủa, rồi treo về. Hả? Cười treo về. Con gì, con gì á? Chó. Chó hả? Chó kêu sao? Kêu gì? Bậy, chó kêu giờ bạn kêu sai rồi. Ủa anh ơi, giờ anh đâu rồi? Giờ anh đây hả? Cường đâu? Cường đây hả? Cường đang làm gì? Cường đang quay phim, quay phim dài cho John hả? Nè Cường đang quay Dolly đẹp quá nè, đó quay vòng tròn John nè. John ơi, John nói câu Cường ơi đi. Hả? Cường ơi. Nói gì Cường? Cường ơi. Nói gì? Con kia John kêu đi Cường ơi. 2, 3 Cường ơi. Hả? Anh Cường ơi. Anh Cường với. Anh Cường khỏe không? Anh Cường rất khỏe. Anh Cường làm gì đó? Anh làm mấy cái gì đó. Anh Cường chạy xe không? Nó có xe yeah. Xe chạy chạy quay. Bây giờ bạn vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Mỹ. Bây giờ bạn nói một thứ tiếng thôi. Big wheels. Tiếng Việt đi. Big tire. Bạn bạn nói tiếng Việt đi nha. Ok. Chạy được rồi. Con nó chạy được rồi. Hả? Rồi. Sao? Chúng chạy được rồi. Nói gì chậm chậm lại. Chạy rồi. Nắng quá. Nắng quá. À nắng quá. Bây giờ mình cất xe này vô. Bây giờ mình cất xe này vô. Đúng không? Bây giờ. Bây giờ. Bây giờ Cường cất xe này vô nha. Cường lấy xe kia đi nha. Nè. Để gì? Xe này đó. Đó, John mới nói là xe nè. John mới nói là xe này đó. Nè, xe này xe của Cường nè. Ghế nữa, xe. Xe. Không phải xe đâu. Không phải xe đâu gì, cái này là cái xe. Phải xe. Xe. No car, nhưng mà cái này car. Yeah. No, you know that. Yeah. No. Yeah. Ha, 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 cái gì mà ha? Bạn mới... Bạn... Phải xe. Bạn nói sai rồi. Này là xe. Ba ơi, không phải xe. Ba ơi gì? Ba không biết. No, you. No, no, no gì? No, you. No. À, mình có cái ghế. Đây cái ghế đây.
phải ghế không? Này có ghế, mình có ghế nè, mình có ghế này không? Bây giờ có xe chạy được không ta? Giờ tới đụng John mới được, tới chạy đụng John mới được. Rồi rồi rồi, xong rồi, xong rồi. Không chưa, không chưa. Sợ xe chẳng đâu lại. Rồi xin lỗi đi, xin lỗi vô, để lên. Gì nó? No. Không đi, nó thích không đi. Không. Stop đi, stop. Vô đi rồi, em không. Vô. Rồi lên lại đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi vô cho anh nha. Sao vậy? Hả? Nói đi. Nói đi. Sorry Cường. Nói đi Cường ơi đi. Sorry Cường. Cường ơi. Cường đừng chọc con làm gì đó. Cường đừng chọc con nữa. Ok rồi, không có chọc con nữa. Bắt tay nha. Rồi, bây giờ Cường nói lại nha. Đây là cái xe đúng không? Cái đây là xe của John đúng không? Cái này là xe của em đúng không? Hả? Rồi, cái này phải không? Xe của con, nhưng mà con biết cách mở lên xe không? Rồi con biết lái không? Đó. Rồi bây giờ John leo lên xe, lên lái thử coi. Lên lái thử coi. Đâu? Trời ơi. Quá vậy, một mình luôn, kéo quỷ xe luôn hả? Một mình là kéo quỷ xe luôn à? Ê, mở cửa đàng hoàng. Mình lịch sự đó, đúng rồi. Bây giờ là John bắt đầu leo lên xe. Đó. Đây là tay lái lụa. Đây mình ghi lại khoảng khắc này cho. Xe của Cường đâu có máy đâu, xe John mới có máy. Xe John chạy đi, Cường mới quay được. Rồi bắt đầu chạy được chưa? Yeah luôn hả? Rồi chạy đi. Từ từ thôi nha. Chậm chậm nha, con trượt xe nha, chậm. Cái gì? Nó cha là xe đó vô không? Xe đó qua không được rồi. Leo cỏ vô. Chạy leo cỏ. Đúng rồi. Đậu lại nữa. Sao vậy? Để mình đẩy phụ. Rồi lên không nổi rồi. Rồi hay quá. Vỗ tay. Yeah với Cường đi yeah. Yeah, hay quá. Lấy cái xe này nè, mình đụng chiếc xe lớn cho nó hư luôn. Được không? Nó bể sao? Bể sao hả? Bể là xe. Cái xe lớn nó bể chứ xe này không có bể. Bể sao? Không, xe này là không có bể nè, mà xe lớn đụng cho xe lớn nó bể. Nó. Chứ sao? Đụng xe, bể sao? Xe nào bể? Nó bể. Không được hả? Nó bể hả? Ok rồi, không lấy xe này. Bây giờ mình quyết định lấy xe này nha. Lấy xe này mà đụng. Xe này nó không bể, xe kia nó bể. No. Không được luôn hả? Xe sao? Bể sao? Bể gì? Bể xe. Nói cái gì mà nói không hiểu hết là sao? No. Hả? No. Nói là sao? Hả? No. Là không đụng hả? Không lấy xe nào đụng hết hả? Hả? Bây giờ quyết định là không đụng phải không? Bây giờ mình đụng á. Bây giờ mình lái mình để lấy xe này mình đụng. Quyết định luôn. Chơi luôn, cho nó bể xe luôn. Được không?
Tại sao không được? Ừ? Hả? Bây giờ bạn nói đi, tại sao không được? Bạn nói nghe không? Tại sao không được? Không được đụng xe. Không được đụng xe hả? Ừ. Chị, vì bạn sợ xe nào hư? Xe nào hư? Xe lớn hư hay xe nhỏ hư? Hả? Sao? Bạn nhìn gì? Nhìn cái xe hả? Hả? Gì? A race is a race. Sao? A race is a stop attacking. Không nghe, không nghe gì hết. Đụng xe ta. Nói chậm lại không nghe. Đụng xe. Đụng xe. Lấy xe nào đụng? Lấy xe nào đụng? Lấy xe này hả? Hay là xe kia? Xe nào? Rồi, ra lấy xe đó đi, quyết định. Hay quá. Hay quá. Đây, lấy xe đó. Rồi, đụng xe nào? Đụng xe nào? Rồi, xe nào đâu? Lấy này đụng cái đó hả? Hả? Đụng cái kia kìa. Đụng xe lớn đi. Sao? Ai kìa, ai kìa, con chó kìa. Đó. Chó, chó là tên gì cho biết không? Đó, đó. Chạy tới đây đi. Chạy tới đi. Chạy tới cho em nó chơi đi. Chạy ra. John lấy xe chở em nó đi chơi đi. Lấy xe chở em nó đi chơi. Đó. Chọc nó đi. Nè coi nè, coi Cường chọc nó nè nha. Coi Cường lấy xe nè. Nó sợ thấy không John? John nó sợ thấy không? John. Chạy dưới cái gầm lớp rồi à. Đó sủa rồi John. Rồi. Chỗ đó là gì? Đổ xăng ở xe, đổ xăng. Đổ xăng hả? Sao bạn biết chỗ này là đổ xăng? Đổ xăng rồi. Đổ xăng hả? Sao bạn biết? Đổ xăng rồi đẩy xe. Đổ xăng đẩy xe, cây xăng đâu mà đổ? Xăng đâu? Sao bạn mở không đóng nắp lại? Sao không đóng nắp lại? Đóng nắp lại, tự nhiên mở ra đóng nắp lại. Đóng lại. Đóng lại. Xăng đổ ra bây giờ. Đóng lại. Ờ, mạnh vô. Rồi. Rồi xe trắng có xăng không? Xe trắng có xăng nằm chỗ nào? Xe trắng của bạn á. Đâu, xe trắng của bạn đâu? Nè, xe này nè, xăng đổ chỗ nào? Xe này đổ xăng ở đâu? Xe đổ xăng chỗ nào? Đâu? Đổ xăng chỗ nào đâu? Có xăng nè, xăng chảy ra nhiều quá nè. Xăng nè. Đầm bảy xăng. Xăng chảy ra đó. Màu nước đó, tròn chưa? Hả? Nước muối. Bảy. Bây giờ nè, John hung Cường đi, là Cường không chọc John khóc nữa, hung Cường. Hung đi. Hung đi. Giỏi, hung cái nữa đi. Hung cái nữa đi. Cái cuối cùng nè, cái cuối cùng. Rồi. Nói đi, Cường ơi, không chọc John khóc nữa. Không chọc con khóc nữa. Ok. Ok, bye nha. Bye. Ông John. Nói đi. Nói đi, Cường ơi. Cường ơi. Nhật Cường và John xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật
Cường cười để nhớ. Video mới nhất phát lúc 20 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý vị đón xem.